Ra ngoài chơi, dẫn tôi và thiếu gia đi chung thì hai người mới vui. Cậu ở đâu chui ra vậy? Nghe được cái gì rồi? Thiếu gia nhà tôi nói đây là gặp gỡ. Thiếu gia nhà cậu làm sao biết cậu sẽ gặp chúng tôi chứ? Thiếu gia nói tôi và tiểu ma hoa sẽ gặp nhau. Dân yêu tiểu thơ, cô đừng bắt bẻ tôi nữa mà. Tiểu ma hoa, em xem mụn nhọt của em kìa, ngày càng dở mồm dở miệng. Em cai quản cho kỹ đi, nếu không sau này em sẽ chịu khổ đó. Mụn nhọt, huynh lại đắc tội với tiểu thơ nhà muội nữa rồi. Không biết nói chuyện thì đừng nói chuyện. Vậy ta đi theo hai người nha. Tiểu ma hoa, lần trước ta thấy có người làm một chiếc thuyền gỗ lớn như vậy nè. Thật sao? Chúng ta qua đó đi. Mùi thơm này ở đâu ra vậy? Nhiều bướm quá. Đi, đi thôi. Có đẹp không? Nhìn cho kỹ đi. Có lẽ còn có bất ngờ khác. Đây không phải ngọc bội bị cha tôi thu hồi rồi sao? Không sai, tôi đã tìm cha cô lấy lại. Đồ cũng thu hồi rồi, sao cha tôi có thể trả lại chứ? Ông ấy không xem trọng đứa con gái này nữa sao? Dân Yên, cô không thể trách Dân tướng quân. Là tôi liều chết bám theo, cha cô bất đắc dĩ mới trả lại cho tôi. Có trả hay không là chuyện giữa huynh và cha tôi. Tôi không muốn biết. Nhưng mà huynh lại đem nó ra đây làm gì? Ý nghĩa của nó đối với tôi cũng chỉ có bản thân tôi mới hiểu rõ nhất. Dân Yên, cho nên hôm nay tôi mới mượn qua làm mai. Hy vọng cô có thể tiếp nhận tâm ý của tôi. Đây là chuyện giữa cha huynh và cha tôi, không tới phiên chúng ta làm chủ. Tuy là nói vậy, nhưng mà tâm ý của tôi cũng chỉ có miếng ngọc này mới có thể biểu hiện. Dân Yên, cô có hiểu được không? Thời tiết này sao lúc nãy còn có bướm nữa chứ? Là tôi vận chuyển từ phía nam qua đây, luôn nuôi nó ở trong phòng ấm. Huynh tốn nhiều công sức như vậy là muốn làm gì chứ? Vì lấy nụ cười của Hồng Nhan. Tiên lạc phàm gian, hồ điệp mỹ nhân, tình này cảnh này khó mà cầu được. Huynh tốn nhiều tâm tư, biểu hiện ra bề ngoài lớn như vậy. Dân Yên tôi lại không phải là cô gái tục thế tầm thường. Không sai, cũng chỉ có tiếng sáo và bướm mới xứng với Dân Yên cô nương.
Cao công tử biết thổi sáo hồi nào? Sao tôi không biết? Nguyệt sắc thời cũ mấy lần chiếu tới mình, thổi sáo bên mai, kêu gọi người ngọc. Mặc kệ nghèo hèn giàu tốt xấu. Dân yên, cái tốt của phúc soái còn đang đợi cô từ từ phát hiện. Hữu Dực, nghe tôi nói, nếu bây giờ huynh không lấy được thuốc giải, nhiều nhất là 5 ngày sẽ độc phát thân vong. Tôi biết, chết qua như vậy, sự nhẫn nhục phụ trọng trong bao nhiêu năm nay có đáng không? Nhưng tôi không xứng sống tiếp, huynh cần phải sống. Chỉ có sống mới có thể đối phó kẻ địch của huynh. Thân thể tàn phế của tôi còn có thể làm gì được chứ? Trở về bên cạnh Cao Hướng Thiện, coi như tất cả chưa từng xảy ra. Nó vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Cho huynh ấy một thời gian. Trở về chỗ của Cao Hướng Thiện, nhất định phải ngụy trang tốt cho mình, đừng để bại lộ. Nếu không, tới lúc đó sẽ hại bản thân huynh, cũng hại luôn Tả Phi. Tôi cũng đã ngụy trang mười mấy năm rồi, còn để ý mấy ngày sao? Đừng bao giờ nghĩ chết chung với hắn. Lão hồ ly đó chỉ dựa vào một mình huynh, khó mà có thể có cơ hội giết hắn. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết phải làm sao. Hôm nay huynh chọn nói ra sự thật, chứng minh huynh không phải là người tham sống sợ chết. Tôi tin huynh có nỗi khổ. Tôi từng hứa với cha, nhất định phải bảo vệ đệ đệ của chủ nhà. Huynh làm được rồi. Cho nên tôi nghe theo tất cả sự sắp xếp của Cao Hướng Thiện. Nhưng mà chuyện giết người, tôi chưa từng kêu Tả Phi nhúng tay vào. Một mình tay tôi dơ thì đủ rồi. Tôi không thể để Tả Phi cũng trở thành công cụ giết người của Cao Hướng Thiện được. Không có Hữu Dực huynh, sẽ không có Tả Phi của hôm nay. Đây là những lời mà Tả Phi từng nói với tôi. Tả Phi, đệ đệ tốt của tôi, Hữu Dực, tin tôi đi. Trong lòng Tả Phi nhất định hiểu rõ, chỉ là huynh ấy nhận giặc làm cha mười mấy năm, huynh ấy còn thời gian. Nhưng tôi không còn thời gian nữa. Tôi nói nhiều như vậy, huynh còn chưa hiểu sao? Tôi không thể giống như một con chó đi cầu xin thuốc giải với Cao Hướng Thiện nữa. Tôi không làm được. Tôi không làm được. Vì Tả Phi, nếu luôn người thân duy nhất của huynh ấy cũng bỏ huynh ấy mà đi, huynh ấy nhất định sẽ đi tìm Cao Hướng Thiện quyết tử một trận. Cẩn thận. Tả Phi, Hữu Dực à, lúc nãy đại nương đã khuyên hai người rồi, nhất định phải khống chế tâm trạng của mình. Cẩn thận. Tả Phi,
Tả Phi, cậu đi mấy ngày thì phải sống tốt mấy ngày đó. Đại nương, xin yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về. Còn giữ tam lục về cho bà. Tam lục, tam lục của tôi. Tả Phi, cậu nhất định phải cẩn thận đó. Đại nương cũng không có gì đáng tặng cho hai người. Tôi có làm hai đôi giày mới, hai người đem theo mang trên đường đi. Đại nương, cảm ơn bà. Một mình huynh có được không? Cô ở nhà chăm sóc tốt cho đại nương. Còn có Phúc Soái, nó vô tội. Tôi biết huynh đang lo lắng cái gì. Cô chắc chắn tôi làm vậy là không sai chứ? Chỉ có Hữu Dực trở về bên cạnh Cao Hướng Thiện mới có thuốc giải. Nhớ kỹ, huynh không được nóng nảy hành sự. Tôi biết. Bây giờ còn chưa tới lúc quyết tử một trận với Cao Hướng Thiện. Tả Phi, thật ra Hữu Dực, Sở Nguyệt, sự lừa gạt bao nhiêu năm nay không phải một sớm một chiều có thể quên đi. Được rồi, tôi đi trước. Cô tự bảo trọng. Tả Phi, nhớ kỹ, nhất định phải dẫn tam lục bình an về đây. Tôi và đại nương ở đây đợi huynh trở về. Tả Phi, nhất định phải nhẫn nại, đừng sơ ý hành sự. Nhớ kỹ. Hữu Dực, sao lại như vậy? Hữu Dực ca bị thương nặng. Người đâu? Dẫn Hữu Dực xuống dưới nghỉ ngơi. Đệ đại nghĩa phụ, người gặp Hữu Dực ca có phải có chuyện còn chưa làm không? Có chuyện gì còn chưa làm à? Chuyện gì chứ? Ý của Hài Nhi là Hữu Dực ca bị thương nặng, có cần mời Lan Trung xem thử không? Ta biết rồi. Hữu Dực à, con luôn xuống nghỉ ngơi đi. Ta và Tả Phi có chuyện muốn nói. Nghĩa phụ, người có chuyện muốn căn dặn, cần gì phải giấu Hữu Dực ca chứ? Ta làm gì có lý do của ta. Hài Nhi chỉ muốn người quan tâm Hữu Dực ca nhiều hơn thôi. Ta biết rồi, ta sẽ quan tâm. Hữu Dực à, ta luôn quan tâm con, luôn đi tìm con. Phi Nhi à,
Con là nghĩa tử mà ta thương nhất. Nếu hữu dực đã tìm được rồi, vậy thì con đi làm việc mà con nên làm đi. Giết chết Trần Tam Lục. Phi Nhi, Hải Nhi biết nên làm sao? Sao hả? Ngươi còn muốn về đây? Không phải là vì cần thuốc giải này sao? Ta tọa nguyện ngươi. Ngươi sống qua hôm nay có ích gì? Mạng của ngươi ở trong tay ta. Ngươi có biết không? Ngươi đừng quên, bắt đầu từ khi mất tích tới khi Tả Phi chống đối lại ta, ta đã biết trong đó nhất định có ẩn tình. Ngươi và Tả Phi đều là nghĩa tử do một tay ta nuôi lớn, truyền thụ các ngươi võ nghệ cả người. Các ngươi lại dám trở mặt làm thù với ta. Ngươi không nói chuyện thì còn có thể sống được một lúc. Bây giờ nói chuyện được rồi, tùy lúc cũng sẽ mất mạng. Vậy tại sao ông còn phải cứu tôi? Tha ngươi một mạng, có lúc dùng đến. Thiếu gia, cũng đi cả ngày rồi, cậu không mệt sao? Vậy thì ngươi không hiểu, quá trình tặng quà cho con gái bản thân chính là một loại hưởng thụ. Thiếu gia, cũng chọn nửa ngày rồi, chúng ta cũng mệt lắm rồi. Dân Yên cô nương lại không biết bụng nhọt à? Ngươi nói ngươi theo ta lâu như vậy vẫn còn ngu ngốc như vậy, không có tiến bộ. Có một số phụ nữ sẽ để ý ngươi tặng gì, còn có một số phụ nữ sẽ để ý ngươi tặng như thế nào. Có khác biệt gì sao? Dĩ nhiên là có khác biệt rồi. Ta nói ngươi biết, hai chữ phụ nữ này cả đời ngươi cũng không học viết được đâu. Thiếu gia, theo tôi thấy chúng ta tặng cổ châu báu đi, dung tục. Vậy thì tặng Yên Chi thủy phấn, tầm thường. Vậy thì mua tơ lụa cho cổ làm y phục mới, quá tầm thường. Thiếu gia, cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy tôi hết cách rồi. Bán trâm đây, bán trâm đây, trâm mã não thượng hảo đây. Đến đây xem đi, vị công tử này, xem thử đi. Sao hả? Mua một cái đi. Ông chủ, tôi lấy cái này. Nói hơn nửa ngày, thiếu gia, không phải một cây trâm thôi sao? Có gì lạ chứ? Lạ là lạ ở hai chữ chính tay, là ý gì? Mụn nhọt à, bây giờ ngươi đến tiệm châu báu mua mấy viên mã não đỏ thượng hảo, còn có mấy viên phỉ thúy gì cho ta, làm gì chứ? Ta muốn từ đầu làm lại cái trâm này, để Dân Yên cảm nhận được quá trình mà ta chính ta làm quà cho cổ. Cao, cao lắm. Vì Dân Yên cô nương thật là lên trời xuống đất, không có gì là không thể. Ngươi học hỏi thêm đi. Nè, đi sớm về sớm, chúng ta gặp ở phủ tướng quân. Được, mã não đỏ, phỉ thúy xanh, tôi sẽ về ngay. Cảm ơn, cảm ơn. Cao Phúc Soái,
lần trước ta cho ngươi sống tiếp, lần này ta bắt ngươi sống không bằng chết. Hai vị đại gia, đường rộng như vậy, sao hai vị phải ép tôi mà đi chứ? Hay là hai vị đi trước đi. Hai vị muốn dẫn tôi đi đâu? Đại hiệp, hai vị đại hiệp, hai người dẫn tôi đi đâu vậy? Hai vị đại hiệp, suốt cuộc hai người muốn dẫn tôi đi đâu? Đại hiệp, tôi có quen hai người không? Đại hiệp, Sở Nguyệt cô nương, Sở Nguyệt cô nương, cô đến phòng phu nhân làm gì? Tiểu Ma Qua, quốc ức cho cô rồi. Sở Nguyệt, mẹ có theo áo yếm cho ba tỉ muội con nè. Cái này là của Sở Nguyệt, có thích không? Dạ thích. Cái này là của Sở Dân, có thích không con? Dạ thích. Cái này là của Sở Tinh, của Sở Tinh nè. Cha, mẹ, cuối cùng con tìm được dân muội muội của con rồi. Khải bẩm tướng quân, đội hộ vệ của dân phủ đã tới cửa lớn của trấn Quan Hiển rồi. Tiết Dương gia còn nửa canh giờ nữa sẽ tới đây. Tốt, đây là vinh dự của dân phủ, tuyệt đối không được có nửa chút sơ sót. Dạ tướng quân. Lão gia, tôi kêu Tiểu Ma Qua đi lấy khăn tay, sao nó còn chưa về nữa? Mẹ, mẹ yên tâm đi, Tiểu Ma Qua nhất định là bị chuyện gì đó làm chậm trễ. Mẹ xem, một nhỏ còn ở đây mà. Sao không thấy bóng của Phúc Soái ở đâu vậy? Một nhỏ, mau gọi chủ nhân của ngươi đến đây. Hôm nay có khách quý đến nhà, ta phải đích thân xưng Dương Nghĩa chỉ hôn cho Phúc Soái và Dân Yên. Cha, cha nói gì vậy? Mụn nhỏ, cậu sao vậy? Đứng dậy hãy nói. Thiếu gia nhà tôi, thiếu gia nhà tôi, thiếu gia nhà cậu sao hả? Thiếu gia nhà tôi biến mất rồi. Biến mất? Cái gì? Mụn nhỏ, người mau nói ra cho ta, không được có nửa chút che giấu. Tôi và thiếu gia cùng đến thị tập, kết quả thiếu gia nhìn thấy một món quà muốn tặng cho tiểu thơ. Sau đó chúng tôi chia ra, sau khi chia ra thì tôi đến một tiệm châu báo, nói trọng điểm. Nói trọng điểm, trọng điểm chính là tôi có hẹn với thiếu gia trong vòng một nén nhang sẽ gặp ở nhà. Nhưng bây giờ tôi không tìm thấy thiếu gia nhà tôi nữa. Nhà trước nhà sau tôi cũng tìm rồi, chỉ là không tìm được thiếu gia.
Sư gia dặn xuống, phát động tất cả mọi người lục xét mỗi một góc của dân phủ. Dạ. Y Nhi, không sao đâu. Có lẽ Phúc Soái tạm thời có chuyện nên về trễ thôi. Lúc trước Phúc Soái từng bị hạ độc thủ, mọi người vì một lòng của huynh ấy, không có phát hiện người hạ độc là ai. Bây giờ huynh ấy không thể bị người hạ độc đó. Tiêu rồi, thiếu gia nhất định bị kẻ xấu bắt đi rồi. Mau 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 mau, con rể của tướng quân bị mất tích rồi. Mọi người tỉnh táo tinh thần, nhất định phải tìm cho được. Cái gì? Phúc Soái biến mất rồi. Có thích khách. Người đâu? Bảo vệ phu nhân và tiểu thơ. Đuổi theo ở bên đó. Đuổi theo bắt thích khách. Mau 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 mau, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Lão gia, ông nói dân phủ lớn như vậy sao lại có thích khách chứ? Báo cáo tướng quân, thích khách chạy thoát rồi. Khốn kiếp, nuôi đám vô dụng các người có ích gì? Tiếp tục xét cho ta. Dạ. Tướng quân, thật ra thích khách là Sở Nguyệt cô nương. Sao có thể được? Em không có nhìn lầm chứ? Em khẳng định không có nhìn lầm. Cô nhìn thấy em ở phòng của phu nhân thì điểm quyệt của em, sau đó bỏ em ở một bên. Còn thấy gì nữa không? Cô dùng vải bịt mắt của con lại. Con không thấy gì cả. Phế vật. Cha, cha còn gì giận dữ như vậy? Tiểu ma qua lại không có làm sai. Nhất định phải bắt Sở Nguyệt này về cho ta. Cha, Sở Nguyệt là khách của dân phủ ta. Có lẽ tỷ ấy chỉ đi khắp nơi tham quan thôi. Là khách hay là trộm, ta tự có định đoạt. Cha, con có một chuyện không hiểu. Tại sao Sở Nguyệt cô nương chỉ xông vào phòng của mẹ chứ? Tướng quân, tướng quân. Sao vậy? Sư gia, truyền lệnh của ta, chuyện này không được truyền ra ngoài. Chuẩn bị tiếp đón Tiết Dương gia. Dạ. Nếu dân phủ đã không bị mất đồ quý giá, chuyện này kết thúc tại đây, không ai được nhắc tới nữa. Vậy thì lạ thật. Tại sao Sở Nguyệt cô nương chỉ vào phòng của mẹ chứ? Suốt cuộc là tại sao? Thật ra cô đã ăn cắp phu nhân. Y Nhi, Sở Nguyệt đó theo lẽ lai lịch bất minh, trước giờ cha đã thấy ngứa mắt rồi. Đi rồi cũng tốt, con không cần nghĩ nhiều. Không, cha, Sở Nguyệt cô nương cũng từng giúp con rất nhiều. Mẹ cũng từng nói trong phòng cũng có đồ gì quý giá bị mất. Cho nên có lẽ Sở Nguyệt cô nương không phải vào đây ăn cắp. Y Nhi, lời nói của cha con nghe không hiểu sao? Con không cần bận tâm nữa. Cha tự biết sắp xếp thỏa đáng. Con, phu nhân à, theo ta ra ngoài tiếp giá. Cha, cha, con ở lại trong nhà, đừng ra ngoài. Nhưng cha, con vẫn phải ra ngoài tìm được Phúc Soái. Không được, không mai con ra ngoài gặp được phu nhân. Yên Nhi, chuyện tìm Phúc Soái cha tự biết để trong lòng. Không cần một cô gái yếu đuối như con ra mà. Cha, cha cho con đi đi. Không được. Người đâu? Dạ, canh chừng tiểu thơ cho tốt. Không được rời khỏi dân phủ một bước. Dạ. Cha, sao cha kỳ quá vậy?
Bà là ai? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ta khuyên ngươi đừng uổng phí hơi sức nữa. Sao lại là bà? Người đàn ông lúc nãy không thể lại là bà giả dạng chứ. Đây không phải đều nhờ cha ngươi ban cho sao? Nếu không phải hắn làm cho ta ra nông nỗi này, ta cũng không cần phải thuê người bắt ngươi. Độc châm của bà lần trước xem chút lấy mạng của tôi. Lần này bà định muốn sao đây? Đứa con tốt biết mấy. Đáng tiếc. Ai kêu ngươi có một người cha tốt? Muốn trách thì trách Đông Phương Bất Hối đi. Nếu không phải hắn, ngươi cũng không trở thành con dê thay tội. Đông Phương Bất Hối là ai? Cha tôi không phải là Đông Phương Bất Hối. Hắn có quá thành tro ta cũng nhận ra hắn. Cao Hướng Thiện chính là Đông Phương Bất Hối. Không, cha tôi không phải là Đông Phương Bất Hối. Bà nói láo. Xem ra ngươi còn nhiều chuyện không biết lắm. Không sao, ta sẽ từ từ lấy máu của hắn, cắt từng miếng xuống cho ngươi xem. Tôi nói bà biết, chuyện của cha tôi ở trên giang hồ tôi không biết gì cả. Bà đừng nói vậy, tôi thật sự không biết gì cả. Ngươi biết cũng được, không biết cũng được. Lời nói láo sẽ có một ngày bị vạch trần. Nếu cha tôi không tìm được tôi, nhất định sẽ phái rất nhiều người đến tìm tôi. Còn có nghĩa huynh của tôi Tả Phi, huynh ấy võ công cao cường, bà không đánh lại huynh ấy đâu. Trong sơn động này không có một bóng người. Ta thấy ngươi mọc cánh cũng khó bay. Vậy rốt cuộc bà muốn sao? Ta muốn sao à? Hỏi hay lắm. Ta muốn bắt cha ngươi chính mắt nhìn thấy ngươi bị ta hành hạ, bắt hắn chịu nỗi đau mất con. Tôi cầu xin bà tha cho tôi đi. Tha ngươi? Vậy không phải làm lợi cho lão tặc Đông Phương Bất Hối sao? Ta phải từ từ hành hạ ngươi, nhìn ngươi sống không bằng chết. Bà tha cho tôi đi. Cha tôi thật sự không phải là Đông Phương Bất Hối. Tha cho tôi đi. Tôi xin bà tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Bà đừng đi. Tha cho tôi đi. Đại nương, Sở Nguyệt, cô về rồi à? Sao bà bất cẩn quá vậy? Không sao, Sở Nguyệt, tôi nói cô biết, hôm nay tôi luôn tâm thần bất định, hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Đại nương, không sao đâu, bà nhất định là nhớ Tam Lục quá thôi. Yên tâm, có Tả Phi ở đây, quân ấy nhất định sẽ dẫn Tam Lục trở về. Sở Nguyệt, đại nương là người từng trải, nhìn thấy cô và Tả Phi như vậy, đại nương đau lòng lắm. Đại nương, con và Tả Phi chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng. Trong lòng cô có cậu ấy thì đủ rồi. Đại nương, Tả Phi không phải Tam Lục, chúng con đều biết quá nhiều, gánh nặng cũng quá nhiều. Nếu phía trước đã là Dực Thẩm Vạn Trượng, thì hạ tất bước ra thêm một bước, khiến cả hai đau khổ. Đây chính là nguyên nhân khiến cô cả ngày không vui. Đại nương, cô không thử làm sao biết kết quả chứ? Có lẽ ngày mai con và huynh ấy sẽ đối diện với sinh ly tử biệt. Vì không đau lòng, con thà là không động tĩnh. Sở Nguyệt, cô đừng học theo đại nương, chịu khổ cả đời, mong đợi cả đời, hận cả đời. Đại nương, bà có từng vui không? Ít nhất nếu từng được vui, vậy thì đủ rồi. Đủ thật sao?
Sở Nguyệt, có lúc mong nhớ cũng là một loại hạnh phúc. Sư phụ, ngồi đi. Sư phụ, không ngờ người cũng trở về Trấn Quan Hỷ. Uống trà. Sư phụ, người hẹn con đến đây có phải có chuyện gì muốn căn dặn không? Sở Nguyệt, mấy ngày không gặp, tính cách con nóng nảy hơn nhiều. Sư phụ, sao hả? Ta không thể vì tìm con mà đến Trấn Quan Hỷ nối lại tình nghĩa sư đồ của chúng ta ngày đó sao? Là đồ nhi hơi lỗ mạng. Các muội muội của con tìm đến đâu rồi? Phiền sư phụ bận tâm. Con nghĩ không bao lâu nữa chính là lúc các tỷ muội con nhận nhau. Cả ngày con ở chung với đám tay sai của Cao Hướng Thiện, ta tưởng con đã sớm quên đi chuyện tìm người thân rồi chứ. Sư phụ, thì ra người đã về Trấn Quan Hỷ này từ lâu, tại sao hôm nay mới gặp con? Lúc con nồng tình mật ý với tên sai đó, sư phụ rất ngại quấy rầy. Không, sư phụ, người hiểu lầm rồi. Tả Phi cũng là một người bị hại vô tội. Người có liên quan đến Cao Hướng Thiện đều phải chết. Hôm nay nếu đã nói tới đây rồi, đồ nhi đúng lúc có một chuyện muốn hỏi sư phụ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người mà thôi. Sư phụ, nếu người đã về Trấn Quan Hỷ từ sớm thì người nên biết con trai của Cao Hướng Thiện cũng ở đây. Vậy gần đây Cao Phúc Soái mất tích có phải do người làm không? Sở Nguyệt, nhiều ngày không gặp, cánh của con cứng rồi, dám nói chuyện với ta như vậy. Sư phụ, Cao Phúc Soái thật sự vô tội, xin người tha cho hắn đi. Đồ nhi đã nói thù hận giữa người và Cao Hướng Thiện, đồ nhi sẽ giết người kết liễu. Theo con nói vậy, con đã nhận định là ta bắt cóc Cao Phúc Soái hả? Đồ nhi không dám nghĩ vậy. Nếu ta thật sự bắt cóc tiểu tử đó, ta còn đến đây gặp con sao? Hơn nữa, nếu tiểu tử đó thật sự lọt vào tay của ta, ta sớm một đao kết liễu hắn, còn tới phiên con đến chất vấn ta sao? Ta chúc con sớm ngày nhận lại các muội muội của con. Ta đợi con và các muội muội của con. Đây là lá thư mà ta lượm được ở trước cửa tiêu cục Tứ Hải. Cái tên Hữu Dực này rất quen tai. Tiêu cục Tứ Hải, Hữu Dực, người đã biết từ sớm, sao còn đến hỏi con chứ? Ta chỉ biết con từng nói với ta muốn thay ta giết lão tặc này. Vậy tại sao người còn đưa thư cho con? Tôi đã bại lộ. Hữu Dực, Tả Phi, Tả Phi, cuối cùng chúng ta lại về tới Trấn Quan Hỷ rồi. Thiên Tiêu, kêu họ đi mở cửa. Không phải bà sốt ruột muốn gặp cặp đệ nhà bà sao? Phải, tôi nghĩ cặp đệ nhà tôi có lẽ đang ở nhà của Tam Lục. Tôi thấy hay là chúng ta đến khu rừng tìm họ đi. Đi đi đi, đừng đi mà. Thiên Tiêu à, chúng ta vẫn là vào tiêu cục trước đi.
Cái này không thích hợp cho lắm. Cũng mệt cả ngày rồi. Bà không thể không cho tôi vào nhà uống miếng nước chứ? Không đâu, không đâu, không đâu. Ông hiểu lầm rồi. Đây, đây là nhà của tôi lúc trước. Nhưng mà là nhà của bà lúc trước. Vậy còn bây giờ? Không giấu ông nữa. Đợi tôi, đợi tôi gõ cửa, ông sẽ biết ngay. Nói không chừng ông còn có thể giúp tôi cướp lại căn nhà này. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Đại nương, bà phải nhớ đừng cho người lạ tùy tiện vào nhà. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Hình như không có ai. Ông trèo tường vào đi. Mau lên. Đi. Mau lên đi mà.